huyện Cần Đước trao hỗ trợ 18 triệu đồng cho gia đình ông Trần Văn Dứt, ngụ ấp Ao Gòn, xã Tân Lân, có con qua đời do tai nạn giao thông. Vụ việc xảy ra vào ngày 5 tháng 12 năm 2022, con gái ông Trần Văn Dứt, học sinh lớp 12, trên đường đi học về trên tuyến quốc lộ 50, chẳng may va chạm với xe tải. Vụ tai nạn làm con gái của ông Trần Văn Dứt tử vong. Từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Cần Đước trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông nhằm chia sẻ phần nào khó khăn cũng như động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau.